Trẻ sơ sinh khi mới ra đời, trẻ chuyển sang một môi trường hoàn toàn khác với buồn ối. Kiệt. Và phải tìm cách ứng dần. Kiệt. Rảnh không? Tụi ông làm ván cờ đi. Tôi nói thiệt nha, trong khu phố mình đã biết bao nhiêu quán cà phê mà tôi không có thích. Tôi thích quán này à, biết sao không? Không có người nào vô uống hết á, vắng que như chùa Bà Đanh vậy đó. Có tôi nữa làm chi? Trung mà đánh cờ, anh hiểu không? Thì chứ ai ngồi đây? Thì không, này chủ quán ý nói không có khách á, quán ế á. Thôi đi chỗ khác chơi đi, tôi đang đọc sách, đi chơi cờ mình đi. Nay đọc sách, chuyển qua đọc sách nữa hả? Đọc sách gì vậy? Sách gì đây? Cô đi nuôi dạy trẻ. Trời đất ơi. Dạ. Tính này là đảm bảo sức khỏe sinh sản gì đây? Ơi, nhà tôi á sắp có em bé nên tôi phải chăm đọc sách để biết cách chăm sóc nó chứ. Gì? Ha, hiểu không? Nhìn mà hớn hở hiểu đúng không? Nhà anh có em bé à? Ừ. Trời đất ơi, chúc mừng anh nha. Cảm ơn. Ê, nhưng mà nó nghe. Hả? Giờ góp ý nha. Ừ. Anh phải dạy con dâu anh lại nha. Chứ sao? Có bầu có bị mà nãy tôi thấy nó tập thể dục nó chạy sòng sọc như ngựa vậy. Trời đất ơi, có bầu á là người ta đi đứng khoan thai nhẹ nhàng thôi, chạy sòng sọc vậy không có tốt. Ai nói ông là con dâu tôi nó có bầu? Ủa, chứ không phải nhã chứ ai? Hả? Ê! Ông đừng nói bà Lan nha. Là bậy bà già lớn tuổi dễ gì bà đậu. Rồi ơi, nhìn lại ông đi, làm gì có con. Thôi đi cha. Thôi nha. Khùng. Tôi nói cho ông biết, tôi xin trân trọng báo tin cho ông biết, tôi sắp làm cha. Tội nghiệp dễ sợ luôn, già lớn tuổi thèm đứa con cái tưởng tượng. Ủa, cái đau của ông á. Ảo tưởng sức mạnh. Nói nghe, bây giờ ông nhìn thẳng vô mắt tôi đi. Dạ. Sắp làm cha thiệt hả? Ừ. Mắt cha nội này sao thiệt dữ vậy trời? Bà Lan có bầu thiệt hả? Thánh thần thiên địa ơi, bà ăn trúng cái giống gì mà bà đậu thai hay thiệt? Ê, nói cho ông biết nha, ha. Ông đừng có giỡn mặt nha. Bây giờ tôi biết tại sao giờ ông lùn rồi. Ông bị người ta đánh nhiều quá phải không? Ông muốn cho thêm cái đánh nữa không? Không muốn. Nói nghe, mới bị đánh à? Đáng đời lắm. Nói nghe, vậy? Làm sao hay vậy cha? Nhiều cái nghĩ cười. Già lớn tuổi sắp chết rồi mà chừng có đứa con. Nè, đi về. Đi về giùm tôi đi. Đứa nó xàm nó bắt bò. Không, lỡ lời thôi. Nhưng mà nói nghe, sanh thì dễ nhưng mà nuôi rất khó nha. Gì nữa đây? Ừ, liệu hồn á. Ý tôi nói á là anh sanh ra thì dễ dàng rồi mà biết cách chăm sóc không, dạy dỗ không đó. Thì vợ tôi thì có con rồi, thì tôi chứ con thì bây giờ thì tôi mới đọc sách biết cách chăm sóc chứ. Thế hả? Ừ, không đơn giản đâu à. Bây giờ anh nói nghe, anh tưởng tượng cái chai nước đó là đứa con đi, rồi anh bế sao, bế thử đi, có gì tôi góp ý cho. Góp ý hả? À? Ừ, được không đó, thực tập luôn đi đó, con anh đó chứ không phải chai nước đâu, tưởng tượng đi. Gì, nó có chút xíu vậy? Nó mới đẻ nó phải chút xíu chứ bộ nuôi nhiều năm mà sao mà lớn như tôi. Trời đất ơi, lớn như ông thành quỷ hả? Thì đó. Nè, thấy tôi bồng á hả, ngon không đó, theo mặt nó sáng sủa đẹp trai giống như tôi không? Cha ơi cha, bồng con chứ không phải cầm quà sinh nhật đâu, là nó gớm vậy, hai tay nâng niu nhẹ nhàng. Con nít sơ sinh nó yếu lắm, được, hiểu được, không được, được. Con nít nó năng động lắm, phải không? À, nó dãy dụa, nó nhúc nhích, rồi nó cào cấu chứ không phải nằm im như chai nước đâu. Thì bóp chặt nó vậy nè. Trời ơi, bóp vậy nó chết nữa, xong rồi thảy lên nè, chụp nè, thảy lên. Trời ơi, ông đừng có bị điên. Con nít sơ sinh mà ông thảy gì, nó học máu trào rồi mà sao gì. Cười qua thấy chưa, nội như đó là thấy chưa có kinh nghiệm mà. Con nít ban đêm nó khóc dữ lắm đó. Rồi, ông dỗ được không? Thì tôi hát ru cho nó ngủ. Hát sao? Rồi ví dầu cầu giang đóng đinh cầu tre lắc lẻo thì hát cái lương cho nó nghe lan về điệp rồi gì võ đông sơn mà thu hà nó đó. Giận khóc thì hát kèo hát trống hát tủ sứ tùm lum, nói chung là tôi chạy vòng vòng nhà nó giận khóc. Làm cái giống gì nó giận khóc? Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, trời ơi, ông Kiệt ơi là ông Kiệt, con ông chứ đâu phải là chai nước đâu mà ông quăng cái thùng rác.